早上七点，校门口有不少百万名车鱼贯而入。Các bạn thân mến, mới đây mình có tìm thấy một video quay cảnh trường học tư thục ở Việt Nam do một bạn Trung Quốc review và đăng lên YouTube. Theo như các cảnh quay của video, chúng ta có thể nhận thấy một chương trình học có vẻ là rất tiên tiến và hiện đại. Nó rất khác so với chương trình học ở các trường công lập ở Việt Nam. Và theo như nội dung trong video đề cập, có tên là trường trung học Ding Shali Memorial, hay còn gọi là trường sáng tạo Michael Schott. Ngôi trường mà bạn này theo học có mức học phí khoảng 150.000 đại tệ một năm, mức học phí chỉ dành cho tầng lớp trung lưu địa phương. Tuy nhiên, trường này từng là trường duy nhất ở Việt Nam được chọn cho chương trình toàn cầu của Michael Schott. Nó cũng thuê giáo viên quốc tế để dạy tiếng Anh. Hàng năm, nhiều bậc cha mẹ muốn gửi con cái của họ ở đó. Chưa biết về thực lực thế nào, nhưng các bạn có thể nghe những đứa trẻ ở đây nói tiếng Anh rất hay. Two classes, one class we study English with an international teacher and one class with a Vietnamese teacher. So I think it helps a lot to, and it contributes to our English speaking skills. For public school right now, I think we're higher. Yeah, we're better. The most important thing that we're going to learn a lot of skills, for example, presenting or soft skill like team working. Và sau khi video được đăng tải lên thì nó đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của netizen Đài Loan, Trung Quốc, rất nhiều ý kiến quan điểm thú vị về chuyện học hành của học sinh Việt Nam. Để được lại bên dưới, mọi người hãy cùng xem tiếp video này nhé. 6年加起来就是4学分. Đây là một trường trung học tư thục. Tiếng Anh thực sự là một nền tảng tốt ở đây, ít nhất về mặt phát âm và giao tiếp với giáo viên nước ngoài đã tiến bộ vượt bậc. Ghen tị quá, nhưng đứa trẻ không cần phải đọc. Tôi cũng muốn có một ngôi trường giảng dạy tốt và đầy đủ tài liệu giảng dạy tốt như họ. Khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam thật sự khá lớn và khoảng cách giữa nông thôn và thành phố cũng là khá lớn. Tôi đã đến thăm ngôi trường này, nhà trường từng tổ chức giao lưu văn hóa cho những người mới đến. Nó thật sự rất nhiều giáo viên nước ngoài, tôi cũng thấy các giáo viên người Đức dạy vật lý cho họ. Trình độ tiếng Anh của họ thật sự tốt hơn so với học sinh trung học bình thường ở Đài Loan. Đây là một ngôi trường quý tộc, không phải là một trường học bình thường. Nguyên nhân là do Đài Loan không biết dạy, suốt ngày bắt học sinh học thuộc lòng rồi làm bài kiểm tra suốt ngày. Tôi cũng thấy Việt Nam ngày càng tốt hơn vì bây giờ tôi đang ở Việt Nam nên có thể thấy sự tiến bộ của họ hay quá động lòng một chút. Tôi nghe từ những người bạn Việt Nam rằng ngày càng có nhiều gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Việt Nam đang cố gắng gửi con cái của họ ra nước ngoài để học đại học và một số họ có người thân ở nước ngoài có thể giúp đỡ. Tôi không ghét người giàu, nó chỉ là không công bằng. Người giàu có thể tiếp cận tốt với các trường học với nguồn lực dồi dào. Các tài nguyên mà người nghèo chỉ có thể truy cập là rất khác với họ. Người nghèo đã thua từ điểm xuất phát, vòng luẩn quẩn người nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu. Tiền của người giàu được thừa kế và đầu cơ, tiền của người nghèo kiếm được để sinh tồn. Đó chính là tầm quan trọng của tài nguyên. Thông thường thế hệ thứ hai của những người giàu sẽ đi đến con đường suôn sẻ hơn nhiều. Tất nhiên ngược lại cũng có cơ hội cho những đứa trẻ nghèo. Nhưng những đứa trẻ có tài nguyên giàu thì cơ hội thành công cao hơn rất nhiều. Và việc học hành của chúng cũng vậy, khởi nghiệp cũng vậy. Những ngày này không có áp lực thực tế trong học tập và làm việc, có thể chuyên tâm vào để làm việc gì đó. Tôi đã từng đến trường này để trao đổi học sinh. Chất lượng học sinh ở đây rất tốt, các em rất lễ phép, không thua kém các trường Huế hay Changping ở Đài Loan. Tôi cảm thấy rằng những sinh viên này rất tự tin về khí chất. Có lẽ Đài Loan có thể thành lập một trường đại học quý tộc cho con cái nhà giàu theo học để nâng cao khả năng cạnh tranh. Điều này khiến tôi thấy rằng vấn đề di truyền là giống nhau trên toàn thế giới, cha mẹ và nền tảng gia đình tốt, và đứa trẻ có thể nói tiếng Anh tốt khi 4 tuổi. Tiền thật sự là thứ quan trọng, người có tiền sẽ lạc quan thật đáng khen tị. Việt Nam đã thật sự mạnh mẽ trong những năm gần đây. Chết cười sao hiệu trưởng lại đến từ Đài Loan. Sau khi xem học sinh Việt Nam đầu tiên nói, nó đã thay đổi cách nhìn của tôi về Việt Nam. Bình luận này nhận được 99 lượt đồng tình. Đất nước muốn giàu mạnh phải bắt đầu từ giáo dục. Tôi từ nhỏ đã lớn lên trong một môi trường kém hơn, tiếng Anh có thể tệ. Nhưng nếu học sinh xuất thân từ gia đình bình thường mà chăm chỉ và có thêm một chút năng khiếu thì khả năng ngôn ngữ của họ vẫn có thể vượt qua những học sinh quý tộc này. Một bạn trả lời lại như sau, người ở trên rõ ràng là ghét những người giàu và xóa sạch những nỗ lực của những đứa trẻ từ những gia đình tốt hơn. Tôi coi tất cả sự thành công của người giàu là điều hiển nhiên. Cá nhân tôi cảm thấy rằng mọi hình thức giáo dục kể cả mọi quốc gia đều có ưu và nhược điểm của nó. Tuy nhiên xuất phát điểm từ nền tảng kinh tế thì đương nhiên sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn nếu nỗ lực của những đứa trẻ là như nhau. Nhưng 150 nhân dân tệ một năm dường như không đắt.
đôi khi số tiền để học tiếng Anh nhồi nhét ở Đài Loan còn đắt hơn. Học tiếng Anh tôi không nói được một câu nào. Không có gì đáng ngưỡng mộ và không phải tất cả mọi người đều nhận được một nền giáo dục như nhau, nó chỉ làm nổi bật sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Trường này của Việt Nam tốt thật. Bạn của tôi đến từ Việt Nam và chị bạn ấy cũng vậy, cả hai đều xinh đẹp. Mặc dù tôi không đẹp lắm nhưng con gái và con trai của bạn mẹ tôi đều rất ưa nhìn, cả hai đều đến từ Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế ngoạn mục trong tương lai sẽ là Việt Nam hay Ấn Độ? Để nói về cách tăng năng lực cạnh tranh, hãy nói gương Singapore. Họ đặt ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Anh. Việt Nam GDP chỉ bằng 1/10 của Đài Loan. Chẳng trách nhiều người Việt Nam sang Đài Loan làm công nhân nước ngoài, bởi số tiền kiếm được ở Đài Loan khi về Việt Nam có thể gấp 10 lần. Người A phấn đấu để trở nên giàu có, B không phấn đấu nên nghèo khó. Con trai của A là AA trở nên giàu có mà không cần làm việc chăm chỉ. Con trai của B là BB phải làm việc chăm chỉ trở nên để giàu có. Mọi người đều đáng giá khi họ có mặt trên đời, luôn luôn có một thế hệ để làm việc. Khi thấy mình nghèo khó đừng trách xã hội, mãi trách tổ tiên mình trước. Khoảng cách giàu nghèo càng lớn thì chứng tỏ nước đó càng tham nhũng. Đừng quên Việt Nam cũng là nước cộng sản, không có nước cộng sản nào là bình thường. Ở đây cũng có rất nhiều cha mẹ khủng long ở Đài Loan giáo dục ở Đài Loan là đọc sách chết xét hứng thú. Vô ích thôi, sau khi cha mẹ tiêu xài hoang phí thì trường học mới kiếm được nhiều tiền. Học sinh cũng chỉ vì nhà có tiền mà quậy phá, làm con nhà giàu thế hệ thứ hai là tốt rồi. Nhà giàu con cái đều đi du học hết rồi, ai trên thế giới quan tâm đến các trường đại học ở Đài Loan chứ? Hầu như tất cả những người giàu có ở Đông Nam Á đều là người gốc Hoa. Họ trông giống như người da vàng và địa vị kinh tế xã hội của họ cao hơn. Người bản địa ở Đông Nam Á thì đen và xấu hơn, và địa vị kinh tế xã hội của họ không cao bằng người Hoa địa phương. Bạn có ý kiến như thế nào về ngoại hình của người Việt Nam? Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể đại diện cho ngoại hình của người Việt Nam. Họ có làn da trắng và ngoại hình hơn bạn, nhưng có nhiều người Việt đẹp trai. Con nhà giàu không dễ chiều, càng nhiều tiền càng phải có trách nhiệm với xã hội, cư xử hơi mất lịch sự một chút sẽ bị mắng mỏ, đánh đập. Bạn bắt buộc phải vào một ngôi trường nổi tiếng thế giới, bạn phải học nhiều ngôn ngữ và bạn phải hiểu mọi thứ. Khi bạn lớn lên, bạn sẽ thừa kế công ty và quyết định của bạn không được phép sai. Nếu ngày mai công ty đóng cửa, bạn có tưởng tượng được áp lực không? Cuộc sống hàng ngày đều đeo mặt nạ, lâu ngày thậm chí còn không tìm được con người thật của mình. Không có cửa sổ để chút bầu tâm sự, bạn bè nào cũng là thành viên của tầng lớp thượng lưu. Mọi người kết bạn chỉ vì lợi ích sau lưng, khi bạn không có quyền lực và cần sự giúp đỡ, không những không giúp bạn mà còn đẩy bạn xuống đáy. Tôi tin rằng hơn một nửa số sinh viên đại học của Đài Loan sợ nói tiếng Anh, nhưng điều trớ trêu là chúng tôi đã học tiếng Anh từ khi còn học tiểu học. Tiếng Anh chúng ta học được gọi là môn học chứ không phải là ngôn ngữ. Vì vậy chúng ta học môn học này để đạt điểm cao và vượt qua kỳ thi chứ không phải học ngôn ngữ này để giao tiếp với nhau. Ai cũng nói nhà giàu mới quan trọng, đúng là nhà giàu được hưởng nhiều tài nguyên, nhưng tính khí và chăm chỉ của con cái cũng rất quan trọng. Có người giàu có còn rất trẻ là thế hệ thứ hai nhưng lại là người chỉ biết phung phí tiền của cha mẹ. Họ lái một chiếc xe hơi nổi tiếng và bị tai nạn xe hơi và sau đó lên báo. Trẻ em học trường này phải thông minh, chăm chỉ mới được Microsoft chọn, tri thức không mua được bằng tiền. 150.000 đại tệ một năm tương đương với các trường tư thục ở Đài Loan. Tôi đang thấy một lũ ghét tâm lý nhà giàu đến khó hiểu, có vẻ như nếu bạn cung cấp cho con gái bạn những tài nguyên này thì con cái của bạn chắc chắn sẽ đạt được điều gì đó. Thay vì than thân trách phận, hãy nghĩ cách thay đổi để tốt hơn, bất hạnh được sinh ra từ việc so sánh. Nếu không có khả năng hoặc nền tảng đó thì bạn nên ít đòi hỏi từ phía bên ngoài, bạn sẽ càng có lợi. Mình nghe giọng thầy hiệu trưởng và tua đi tua lại mấy lần, đang nghĩ sao người Việt nói tiếng quan thoại tự nhiên thế, thậm chí còn là chất giọng nữa. Nó không thể là người Việt được, song trách thông tin thì... Hiệu trưởng được thuê với mức lương cao ở nước ngoài, họ đang tranh giành nhân tài từ khắp nơi trên thế giới, tất nhiên bao gồm cả Đài Loan, mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều bị thu hút bởi mức lương cao, đó là điều bình thường. Các trường quý tộc của Đài Loan cũng vậy, nếu có gia sư dạy kèm tại nhà thì điểm cũng không đến nỗi nào. Học trung học phổ thông bình thường cũng được gửi đi nước ngoài học đại học. 150.000 một năm là siêu rẻ, rẻ hơn nhiều so với trường tư thục ở Đài Loan. 150.000 đại tệ là giá chỉ vào đầu những năm 2010, cảm thấy rất rẻ bởi vì có rất nhiều trường tư thục ở Bắc Kinh có giá 80.000 trở lên và trường đắt nhất dường như đã tốn 150.000 RMB mỗi năm để đào tạo con người. 150.000 mỗi năm thế mới thấy rất nhiều trường tư thục ở Đài Loan thu học phí cao, tại sao chất lượng học sinh lại thấp như vậy?
So sánh các trường quốc tế tư thục ở Đài Loan thì trình độ tiếng Anh của họ ngang nhau, ví dụ như Weiwei, Washington, Cambridge, tất nhiên gọi là khoa quốc tế. Nếu giáo dục của Đài Loan dạy bạn cách làm bài kiểm tra, chứ không phải cách sử dụng nó, tôi tin rằng học sinh trung học Đài Loan biết nhiều từ vựng như những người khác, nhưng hầu hết các em không nói được, các em chỉ có thể đánh vần và hiểu tiếng Trung. Tiếng Anh ở các trường quý tộc Đài Loan cũng tốt, dù sao có tiền là có thể thắng ngay từ đầu. Vì họ ưu tú, những học sinh giàu nhất Việt Nam chắc chắn tốt hơn học sinh trung học Đài Loan trung bình. Phải nói là họ rất quen với cách diễn đạt, các giáo sư đứng lớp đều là người Việt Nam, có thể thấy ngôn ngữ của họ không khó lắm, ai cũng có thể hiểu được, họ đều có thể giao tiếp. Tại sao tôi nghĩ 150.000 một năm không đắt lắm, bây giờ các trường đại học tư thục trả 100.000 nhân dân tệ một năm và tiền thuê nhà bên ngoài là 70.000 nhân dân tệ một năm. Bạn có thể không ngừng coi thường đất nước của mình không? Hành vi rất ngu ngốc. Các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của cư dân mạng Đài Loan, Trung Quốc. Đúng là con nhà có tiền, được định hướng tương lai rõ ràng, được đầu tư học hành bài bản. Không như thế, đứa trẻ lại chăm chỉ và thông minh thì đúng là vô địch thiên hạ phải không các bạn? Vì thế nên là chúng ta cũng phải sống thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để chúng ta cũng chính là một bậc thang giúp cho con cái của chúng ta là bậc thang cao hơn, nằm kế tiếp phải không các bạn? Và các bạn nghĩ sao về những đánh giá của dân mạng Đài Loan về học sinh trong trường tư thục này của Việt Nam? Hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mọi người cùng biết nhé!